Chiều nay, trên 11.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã đến các điểm trường để làm thủ tục dự thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. 24 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện để phục vụ thí sinh và các lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Công tác đảm bảo an ninh an toàn phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc ngay từ cổng trường. Trong buổi chiều nay, các thí sinh đã nhận thẻ dự thi, đính chính những sai sót nếu có, được phổ biến quy chế thi và quán triệt những vấn đề cần chú ý trong quá trình thi, đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, tránh vi phạm quy chế thi. Thí sinh cũng được nghe phổ biến lịch thi của từng môn, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Ngày mai buổi sáng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.